Thành phần cuối cùng là will not do at this time, hoặc nhiều tài liệu sẽ ghi là won't ever, thì đều có chung ý nghĩa nha các bạn. Những hạng mục thuộc nhóm này là những tính năng hoặc là yêu cầu không được đưa vào phiên bản hiện tại của sản phẩm. Đây là những hạng mục mà các bên liên quan đã xác định và thấy là không cần thiết ngay lập tức hoặc là không phù hợp với mục tiêu của phiên bản này, nhưng có thể được cân nhắc cho các phiên bản hoặc là giai đoạn tiếp theo, hoặc là cũng có thể sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Đặc điểm của các hạng mục nằm trong nhóm này đó là không nằm trong phạm vi của phiên bản hiện tại, nghĩa là chúng thường bị loại khỏi phạm vi công việc của phiên bản hiện tại. Điều này có nghĩa là các yêu cầu này sẽ không được triển khai trong quá trình phát triển hiện tại, nhưng chúng có thể được xem xét trong tương lai nếu cần. Ví dụ, trong một ứng dụng thương mại điện tử, tính năng hỗ trợ thanh toán bằng tiền điện tử có thể sẽ được đặt vào nhóm là will not do at this time vì thị trường hiện tại chưa yêu cầu, nhưng mà tính năng này có thể được phát triển trong tương lai khi mà nhu cầu tăng lên và các cái điều khoản về luật định pháp lý được thông qua. Các hạng mục trong nhóm này thường thì không ảnh hưởng đến mục tiêu cốt lõi của dự án. Chúng không phải là các cái yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Chúng chỉ là những tính năng bổ sung, không cần thiết cho hoạt động cơ bản hoặc không mang lại lợi ích ngay lập tức. Ví dụ, trong một ứng dụng học tập, tính năng theo dõi tiến trình học tập qua biểu đồ phân tích chi tiết có thể không cần thiết cho phiên bản đầu tiên mà có thể sẽ được bổ sung ở các cái giai đoạn sau. Khi cân nhắc các hạng mục trong nhóm này thì chúng thường được quyết định dựa trên nguồn lực và thời gian nhằm giảm thiểu cái phạm vi dự án để đảm bảo tiến độ. Trong trường hợp mà dự án không có đủ tài nguyên để mà thực hiện tất cả các yêu cầu thì những yêu cầu ít cấp bách hơn sẽ được đưa vào nhóm này để giữ cho phạm vi của dự án là luôn nằm trong cái tầm kiểm soát. Một trong những mục tiêu chính của việc xếp một tính năng vào nhóm Will Not Do là để giảm phạm vi dự án. Từ đó sẽ đảm bảo rằng các tính năng quan trọng và cần thiết nhất có thể hoàn thành đúng hạn. Điều này giúp tập trung nguồn lực vào những hạng mục quan trọng hơn. Ví dụ, trong một ứng dụng thì tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ có thể sẽ được xếp vào nhóm Will Not Do nếu như mà phiên bản hiện tại chỉ nhắm đến một thị trường cụ thể. Và các hạng mục trong nhóm này thì thường được ưu tiên cho các cái phiên bản sau, tức là không ưu tiên cho phiên bản hiện tại. Những tính năng hoặc là yêu cầu thuộc nhóm Will Not Do không bị loại bỏ hoàn toàn mà có thể được xem xét trong các cái phiên bản sau hoặc là khi có nguồn lực và thời gian. Đây là các cái yêu cầu có thể có giá trị trong dài hạn nhưng mà không cấp bách. Ví dụ, trong một ứng dụng học ngôn ngữ thì tính năng tích hợp công nghệ thực tế ảo VR có thể là thuộc nhóm Won't Ever, tức là Will Not Do. Vì hiện tại nhóm phát triển đang tập trung vào việc là hoàn thiện các cái tính năng học cơ bản trước. Đấy. Tóm lại thì will not do at this time hay là trong nhiều tài liệu khác gọi là won't ever trong phương pháp Moscow giúp cho đội phát triển xác định những yêu cầu không cần thiết phải hoàn thành trong phạm vi của dự án hiện tại. Những tính năng này có thể được xem xét cho các phiên bản tương lai nhưng không có tác động trực tiếp đến sự thành công của sản phẩm hiện tại. Điều này giúp quản lý tốt hơn phạm vi công việc và tập trung vào những tính năng quan trọng hơn, đồng thời là giữ cho dự án đúng tiến độ và trong phạm vi của nguồn lực cho phép.